Việt Hoàng và Ngọc Quỳnh trân trọng kính chào quý vị. Chào đón quý vị đến với chương trình tin tức buổi chiều của đài CBN trên băng tầng 18.14. Kính chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều bình an và hạnh phúc. Ngay sau đây là những bản tin chính ngày hôm nay. Cựu Tổng thống Argentina ra tòa vì cáo buộc tham nhũng. FBI cảnh báo dân Mỹ đề phòng bị máy bay, bị máy TV thông minh dò xét. Ủy ban tranh cử Tổng thống Trump sẽ không cho Bloomberg News đến tường thuật. Phát hiện một sòng bạc trong vườn sâu do con trai có công an huyện cầm đầu. Và ngay sau đây, phần tin thế giới sẽ mở đầu cho buổi tin ngày hôm nay. Và với Việt Hoàng, kính mời quý vị cùng nghe. thưa quý vị, cựu tổng thống Argentina ra tòa vì cáo buộc tham nhũng. Cựu tổng thống Argentina Cristina Fernandez đã đứng trước một tòa án ở Buenos Aires vào thứ Hai 2 tháng 12 vì các cáo buộc rằng những dự án xây dựng công cộng đã được trao cho các công ty hối lộ cho các quan chức chính phủ Julio Davido, người đã phục vụ 12 năm với tư cách là bộ trưởng kế hoạch dưới thời Fernandez và là người chồng quá cố Nestor Kirchner, đã bị kết án 5 năm và 8 tháng tù năm ngoái như một phần của cuộc điều tra. Vụ bê bối nổi lên vào năm ngoái sau khi các phương tiện truyền thông địa phương được nhật ký lưu giữ bởi tài xế của một cựu quan chức chính phủ mà các nhà điều tra đã nói rằng các khoản thanh toán hối lộ từ các công ty xây dựng được chuyển đến văn phòng chính phủ và nhà ở tư nhân của Fernandez. Mặc dù có nhiều cáo buộc về tham nhũng, chính trị gia kỳ cựu này vẫn được hàng triệu người Argentina có thu nhập thấp yêu thích vì vốn họ được hưởng lợi từ chi tiêu xã hội hào phóng trong hai nhiệm kỳ của bà. Và kính thưa quý vị, Pháp và EU sẵn sàng trả đũa thuế Hoa Kỳ. Pháp và Liên minh châu Âu đã sẵn sàng chống lại các mối đe dọa thuế quan mới nhất của Hoa Kỳ đối với các sản phẩm của Pháp, Bộ trưởng Tài chính Pháp đã cho biết vào hôm thứ Ba. Trước đó, thì hôm thứ Hai, chính phủ Mỹ cho biết họ có thể áp dụng mức phạt lên tới 100% đối với 2,4 tỷ USD hàng nhập cản từ Pháp, bao gồm rượu champagne, túi sách, phô mai và các sản phẩm khác, sau khi kết luận rằng thuế dịch vụ kỹ thuật số mới của Pháp sẽ gây hại các công ty công nghệ Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire mô tả các đề xuất của Hoa Kỳ là không thể chấp nhận được. Trước đó, tiền thuế 3% của Pháp dự định sẽ áp dụng cho doanh thu từ các dịch vụ kỹ thuật số kiếm được từ các công ty có doanh thu hơn 25 triệu euro tại Pháp và 750 triệu euro trên toàn thế giới. Nhưng văn phòng của đại diện thương mại Hoa Kỳ cho biết vào hôm thứ hai rằng cuộc điều tra của họ cho thấy thuế của Pháp không phù hợp với các nguyên tắc phổ biến của chính sách thuế quốc tế. Cuba muốn loại bỏ đồng peso chuyển đổi. Hai cửa hàng bách hóa Havana đã bắt đầu mở cửa vào thứ hai vừa qua, chỉ trả tiền lẻ bằng đồng peso thay vì đồng đô la địa phương tương đương trong một nỗ lực để chấm dứt hệ thống tiền tệ kép của Cuba. Ngân hàng Trung ương, trong một lưu ý ngắn gọn được xuất bản bởi các phương tiện truyền thông nhà nước, đã gọi đây là biện pháp thử nghiệm có thể được mở rộng cho các cơ sở khác trong tương lai. Hiện tại có hai loại tiền tệ lưu hành ở Cuba, peso và peso chuyển đổi có giá trị 24 peso. Tỷ giá hối đoái đã không thay đổi trong hơn một thập kỷ và chính phủ tuyên bố đồng peso chuyển đổi bằng giá đồng Mỹ Kim, nhưng các thiết bị nhập cảng và hàng hóa khác khi vào Cuba thường bị chênh giá lớn khi chúng được chuyển mua bằng tiền Mỹ Kim có thể giao dịch trong khi đồng peso không có giá trị ở nước ngoài chính phủ đã cam kết loại bỏ PISO chuyển đổi và hiện tại hầu hết các cơ sở bán lẻ đều tính phí bằng tiền PISO thông thường. Và người biểu tình vì khí hậu chặn đường ở thượng đỉnh COP25. Một nhóm gồm khoảng 20 người biểu tình đã chặn đường ở Madrid vào hôm thứ Hai ngày 2 tháng 12, gần địa điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu Mang theo biểu ngữ và khẩu hiệu hô vang kêu gọi hành động về biến đổi khí hậu, những người biểu tình đã tập trung bên ngoài hội nghị thượng đỉnh COP25 và bị cảnh sát chặn lại. Được biết, hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu kéo dài 2 tuần, hay còn gọi là COP, được biết đến khi các sự kiện thời tiết cực đoan đang liên tiếp diễn ra liên quan đến sự nóng lên toàn cầu, gây áp lực lên hội nghị thượng đỉnh nhằm tăng cường thực thi thỏa thuận Paris 2015, trong đó có mục tiêu hạn chế tăng nhiệt độ Hội nghị thượng đỉnh được chủ trì bởi Chile và sẽ kéo dài đến ngày 13 tháng 12. Công nhân người Indonesia bị trục xuất vì viết về biểu tình Hồng Kong. Một công nhân người Indonesia hôm thứ Ba, 3 tháng 12 theo giờ địa phương, tuyên bố cô bị trục xuất khỏi Hồng Kông một cách bất thường sau khi cô báo cáo về các cuộc biểu tình chống chính phủ đã làm khổ cả thành phố do Trung Cộng cai trị trong nhiều tháng. Yuli Rizwadi, người đã làm việc ở Hồng Kông trong 10 năm đã viết về các cuộc biểu tình chống chính phủ thông qua các phương tiện truyền thông trực tuyến. Miran Post được đọc bởi hầu hết các công nhân nước ngoài ở Indonesia hoặc ở Hồng Kông. Cô cũng đã giành được một giải thưởng văn học Đài Loan cho người di cư vào năm ngoái. Rizwati đã đặt câu hỏi về lý do cô bị trục xuất sau khi cô bị giam giữ tại trung tâm nhập cư của Hồng Kông trong 28 ngày với lý do chính quyền tuyên bố trường hợp của cô là đặc biệt. Tuy thế, theo thông tin từ chính quyền, visa làm việc của Rizwati đã hết hạn vào giữa tháng 7. Và kính thưa quý vị, ít nhất 4 người đã tử vong sau bão Camuri ở Philippines. Bão Camuri đã đánh sập Philippines khi nó đổ bộ lần thứ tư vào hôm chiều thứ ba theo giờ địa phương, gây ra gió thổi tới hơn 170 km một giờ và khiến phi trường quốc tế tại Manila phải đóng cửa. Theo cục thời tiết Philippines, mưa dữ dội liên tục sẽ còn diễn ra tại thủ đô và các tỉnh lân cận. Người dân được khuyên nên theo dõi các cơn bão và lũ. Bão Camari dự kiến sẽ ra khỏi đất nước vào thứ năm. Theo thống kê thì cơn bão cấp 4 đã để lại một số cây đổ và các phương tiện đã bị lật trên đường đi. Hơn 200.000 người đã được sơ tán, 4 người thiệt mạng. Một người đàn ông đã chết sau khi một cái cây rơi trúng vào người. Và một người đàn ông khác chết sau khi bị điện giật khi đang cố sửa mái nhà ở tỉnh Cameroon, sir, thưa quý vị. Xin quý vị hãy giữ nguyên băng tầng 18.14, Ngọc Quỳnh và Việt Hoàng sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ sau một vài thông tin bảo trợ cho đài.